cũng phải chết rồi. Con cá này chết luôn nè. À, thấy nè, một cái chiếc máy bơm này không còn dòng nước và phải đưa cả cái phần máy bơm lên trên khô luôn. Thấy không cô bác anh chị? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ bước đi trên một cái cây cầu khỉ bắc ngang một cái con kênh để những người nông dân á, họ có thể vận chuyển vật tư vào những cái ruộng lúa của mình. Nhưng cô bác quý anh chị thấy có lạ không? Vì cái cầu khỉ này bây giờ nó chỉ là một cây cầu bắc ngang. Ở dưới này thì không còn nước nữa. Hơn 4 tháng qua ở Đồng Tháp chưa có một hột mưa nào. Người dân ở miền sông nước họ cảm thấy thiếu nước. Cô bác quý anh chị thấy nè, Bùi Hồ sẽ bước đi, không cần ở trên cây cầu khỉ này nữa, mà bước đi ở trên một cái dòng kênh. Dòng kênh này trước đây là một cái dòng kênh để dẫn nước phục vụ việc tưới tiêu cho các ruộng gãy. Tuy nhiên ngày hôm nay thì dòng kênh này đang khô hạn, trơ đáy vì nắng nóng, hạn hán. Hơn 4 tháng qua không một giọt mưa nè. Bây giờ Bùi Hồ sẽ bước đi đi. Lại đây ha. Đất thì nứt nẻ. Đây, dòng kênh này đất sền rất là nhiều nha cô bác quý anh chị. Bước xuống mình vẫn cảm nhận được cái độ lúng của đất sền. Tuy nhiên vì nắng quá nắt, đất lại nứt nẻ. Và thậm chí ở miền Tây á, thì cô bác quý anh chị biết đây là những cái gì? Đây là những cái giớn ha. Người dân họ dùng để bắt cá vì không có mưa. Nước từ các con từ sông Tiền không thể bơm đủ dẫn vào các dòng kênh như thế này. Và các giếng này trở thành nằm trơ trọi, trơ khung giữa một cái dòng kênh thôi cô bác quý anh chị. Đó, bây giờ thì cái dòng kênh này mình không nghĩ rằng là ngày hôm nay có thể bước đi giống như là một cái con đường mòn. Em có thể quay tổng thể. Đây. Đây là một cái giếng ha. Đó. Thiếu nước trầm trọng cô bác quý anh chị. Hình như là ở đây có mấy con cá nó còn sót lại nè nha. À, em có thấy đó, thấy mấy con cá kìa. Thấy không? Em thấy mấy con cá không? Mấy con cá đang khát nước. À, cô bác quý anh chị bị hiểu thêm về cái tình hình thiếu nước ở miền Tây, những cái con cá kìa. Bây giờ làm sao để mà có thể đó, cô bác quý anh chị thấy nhúc nhích không? Em có thể em zoom lại tí xíu không? À, thấy nó nhúc nhích không? Đó. À, đó là những cái con cá nó đang. Để tí xíu đó là Bùi Hồ sẽ bắt mấy con cá này lên cho cô bác quý chị ha. Chắc có thể là săn quần lên được không? Nó lúng lắm á. Lúng sâu tới đâu? Lúng đầu gối anh ạ. Cưng sao đẩy cái cây tiếp ta. Đây nè. Cô bác quý chị thấy nè. Đó, một bầy cá chờ chết nè, thấy không? Rất là nhiều cá nha. Đây. Những con cá lồng tông ha, những con cá bảy chầu, một vài ngày nữa rồi đó, nó quậy đó cô bác quý chị thấy không? Đúng rồi, không sao không sao. Ôi nhiều cá lắm, để mua hồ bắt cho cô bác quý chị thôi. Dục lên đây đi ha. Đó, những giọt nước cuối cùng còn sót lại. Đó. Bùi Hồ thì bắt cá dở lắm. Đó. Đó, đây là con cá rô nè. Thấy không? Mình không bắt nó cũng phải chết rồi. Đây. Ngồi mình thả nó. Ôi trời ơi, cá nhiều lắm. Cá sạch đó. Nóng nước nó. Lúc nãy Bùi Hồ mà bắt cá vì nhiệt độ ngoài trời nóng quá, máy phải tắt đến 2-3 lần vẫn không thể nào quay được. Và số phận của con cá mà Bùi Hồ mới vừa bắt cho cô bác quý anh chị biết á, cho cô bác quý anh chị xem á, chúng chỉ có hai số phận duy nhất thôi. Một á là sẽ làm mồi, làm thức ăn cho những cái con chim, đúng không? Hai là chúng sẽ chết khô trên chính cái dòng kênh này. Và nếu như may mắn hơn một ngày tới mà có mưa thì coi như là chúng được cứu sống. Đó. Và bây giờ Bùi Hồ tiếp tục bước qua đây để bắt mấy con cá cho cô bác quý anh chị thấy ha. Và chỉ để một con cá thôi. Đây,
mới vừa đẩy lên. Ôi con cá này chết luôn rồi. Đây, con cá này chết luôn nè. Em quay là mới vừa đẩy lên là chết liền luôn. Quá nóng, cực kỳ nóng của bác của chị. Đây, kìa số phận con cá gô kìa. Cưng thấy không? Cưng zoom lại cho cô bác của chị thấy rồi. Con cá vô gô á. Hả, thấy không? Vào đây. Rất là nhiều chú cá đang vùng vẫy một cách vô vọng chờ đợi trên những cái giọt nước hiếm hoi như thế này. Phần sinh lầy còn sót lại á sẽ giữ cho chúng cái độ nước nó lâu hơn. Tuy nhiên đây những cái con cá nó đang chết khô trên dòng kênh này cô bác anh chị, thấy không? Rất là nhiều cá nha, nhiều cá lắm. Chúng phải sâu ở dưới kia kìa. Ở bên đó nữa. Chúng phải lẩn trốn á. Thương cho nè, mấy con cá này nằm chết rồi nè. Thấy không? Giữa một cái miền sông nước, cá lại thiếu nước là một điều gì đó rất là lạ. Như là chưa từng có trong tiền lệ trước đây. Đây là một cái con cá gô. Con cá gô rất là to ha, cá gô đồng. Nhưng mà con cá gô này không có nước thì trong ngày hôm nay thì nó cũng phải chết rồi. Cá gô này sức sống của nó dai lắm. Nhưng mà ở gần đây mình đem lên á, Bùi Hồ nếu như mà đem lên á không có nước thì con cá này cũng sẽ tự chết rồi. Tại vì những con cá lại chết khô một cách rất là đáng thương ha. Xích vô. Bao nhiêu đó để chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết về tình hình thiếu nước ở miền Tây ha. Những cái con kênh như thế này không được dẫn nước vào. Đúng rồi. Và bắt được hai con chuẩn bị đem đi thả thì cái máy nóng quá. Thì Bùi Hồ mới bỏ vô cái hộp cơm nè. Thì không biết là chúng còn sống không. Ấy da. Chết luôn rồi Trọng ơi. Chết luôn rồi. Quá nóng. Quá nóng. Vì nóng quá con cá lại chết luôn. Không chỉ là những con cá lại nằm chờ nước và chết khô, thì những cái chiếc máy bơm lại nằm im đềm lặng lẽ như thế này. Chúng vẫn còn hoạt động được, tuy nhiên không có nước để mà hoạt động đúng với nhiệm vụ của nó. Chỉ nằm nơi đây chờ nước lên để phục vụ việc tưới tiêu. Ở đây, đây là một cái công bậc của bà con nông dân mình á, trồng đây là đậu. Những cây đậu đang dần trơ trọi khô héo, không biết là đã thu hoạch được nhiều chưa. Nhưng cô bác của chị thấy nè, một cái chiếc máy bơm này không còn dòng nước và phải đưa cả cái phần máy bơm lên trên khô luôn. Thấy không cô bác của chị? Khi mà Bùi Hồ đi với một cái đôi chân trần như thế này á, đất ở dưới nhiệt độ lên á, khoảng 4 đến 5, khoảng hơn 40 độ C. Cô bác của chị thấy, ngay cả những chiếc máy bơm là những nơi mà nước nó còn những giọt cuối cùng và trũng lại thì con cá rút về cái nơi này để nằm chờ mưa xuống. Hơn 4 tháng qua rồi, không một giọt mưa nào. Ở nơi mà Bùi Hồ từng đang đứng đó là ở Đồng Tháp. Bao nhiêu đó để cho cô bác quý anh chị thấy được về tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán, hạn mặn ở miền Tây. Ở Đồng Tháp thì không có biển và không có xâm lấn mặn nhiều hơn cô bác quý anh chị. Tuy nhiên là hạn hán những ngày qua thì việc tưới tiêu gặp khá là nhiều khó khăn. Đây là những cái dây mướp và không có nước tưới tiêu thì các chủ đành để cho tụi nó bò sống được đến bao nhiêu thì sống. Bây giờ không có biết cách nào nữa ha. Thời tiết bây giờ ở ngoài trời thì khoảng 35-36 độ C. Tuy nhiên ở dưới cái mặt đất này, các bác anh chị, là khoảng hơn 40 độ C. Vì với đôi chân trần này không thể nào đứng ở đây quá 5 phút vì nhiệt độ ở mặt đất cực kỳ nóng bỏng ha cô bác anh chị. Đó. Có những người dân họ lên clip họ trồng mít á và họ chưa kịp đặt
cây giống xuống vì chưa có nước vào để tưới tiêu. À, đây là những cái clip mít. Ui, nóng quá. Phóng vô luôn. À, trời ơi trời, nó nóng dữ vậy, cực kỳ nóng luôn cô bác của chị. Cưng cảm thấy sao? Cực kỳ nóng luôn ha. Bây giờ là nhiệt độ bây giờ chỉ mới có 12 giờ, gần 12 giờ. Và nhiệt độ ngoài trời ở ngay chỗ Bùi Hồ đang đứng là 37 độ C. Thì nhiệt độ trên lệch ở dưới mặt đất nè là khoảng gần 50, có thể là chín cái chân luôn. Đứng có thể là thành thịt nướng luôn. Đây nè, đây là cái trái dưa gan. Vì không có nước người ta không tưới nữa nên gần như là người ta muốn bỏ luôn á. Chỉ cầu mong sao 1-2 ngày tới sẽ có một cái trận mưa để so dịu những một cơn nắng dài hạn vừa qua, cũng như là sẽ việc tưới tiêu nó sẽ thuận lợi hơn. Rồi, chú làm lúa đây hả? Rồi bây giờ là sới lên đẩy đó chứ chưa có xạ được hả chú? Chưa, xạ được khô vậy đó. Đợi nước lâu chưa? Thì hôm trước nay đâu có, nửa tháng nay là khô gan, kinh này khô gan. Chứ bình thường là tháng này là vụ này là có xạ. Có mưa là xạ. Có mưa là xạ hả? Vậy là đang thiếu nước trầm trọng luôn. Thì bơm lên không được. Không có nước, giờ kinh này chú thấy rõ ràng đâu có miếng nước nào đâu. Dạ. Chứ có nước người ta xả trơn à. Dạ. À, như Bùi Hồ chia sẻ, đây là một cái clip người ta múc để lên vườn trồng mít, trồng những cây ăn trái. Tuy nhiên sau khi múc xong á, thì người ta đã đặt ống dẫn nước hết rồi. Và trên cái clip của cái khu vườn này đó, rất là ít nước luôn cô bác anh chị, rất là ít nước luôn. Và không có nước vô thì người dân không thể nào mà đặt những cái cây giống mình xuống để trồng được. Vì nước đâu để mà tưới. Ở đây người dân người ta đang chờ đợi nước, khát khao có được nước để dẫn vào các con kênh. Chị hiểu thêm về cái tình hình hạn hán ở miền Tây nói chung, các tỉnh như là Bến Tre nè, Gò Công Đông của Tiền Giang nè, rồi Gò Công Đông, rồi Long An nữa, tình hình hạn hán và hạn mặn cũng khá là nhiều luôn. Một cây cầu khỉ bắc ngang một con kênh, nhưng mà con kênh này bây giờ thì không còn nước nữa. Số phận của cây cầu khỉ này nó cũng không còn đẹp như là một cái bức tranh mà cô bác anh chị thấy được. Bắc ngang một cái con kênh ở dưới này có đầy nước ha, mà con kênh này là con kênh trơ đáy khô nước. Em có thể quay qua bên kia và chụp một cái tấm hình để thấy được rằng tình hình hạn hán ở miền Tây nóng quá. Đây là một cái cây cầu khỉ bằng cây, tuy nhiên á, khi mà bước lên đây á, cái chân làm như là nó muốn bị luộc chín luôn á. Và Bùi Hồ nói tới nói lui thì cũng không biết nói gì hơn để chia sẻ những cái thước phim này để cô bác quý anh chị biết là tình hình làm nông ở miền Tây á, làm lúa ở miền Tây á vào thời điểm này cũng gặp khó khăn vì tình hình thiếu nước và tình hình hạn hán. Một trận mưa lớn để so dịu những cái nóng của ngoài trời cũng như là cung cấp nước cho các dòng kênh là một điều gì đó cần thiết nhất vào lúc này. Cũng mong là mình sẽ mong sao là ông trời ông sẽ cho những cái hạt mưa, trận mưa thật là lớn để mà có thể mát mẻ trở lại, để chấm dứt đi cái tình trạng thiếu nước ở miền Tây. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là đoạn video clip cũng dài với đôi chân lấm lem như thế này vì bắt những cái con cá lên, tính để dự định là đem thả cho chúng xuống dòng kênh. Tuy nhiên là không có nước để mà dự trữ, không có nước để mà nuôi mấy con cá này nên là nữ là chúng, số phận của chúng là phải bị chết khô trên chính cái dòng kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.